Đây, phía dưới này toàn bộ là những biệt thự nghỉ dưỡng. Và này là vịnh rồi. Đây này vịnh và những hòn đảo. Khu vực phía ngoài này của khu biệt thự Phoenix View của FLC thì đang rất nhiều căn đang cải tạo, hoàn thiện nội thất. Này, nhà chúng tôi đi khám phá một cái căn của nhà một ông anh ở dưới này. Các bạn có thể nhìn thấy không gian của những cái khu biệt thự như này, với một cái thế đất cao. Không gian rất là xanh mướt. Những căn biệt thự như này đều có bể bơi. Ở phía dưới này là khu vực sân golf. Bạn Khánh Đà Nẵng cảm nhận thế nào về cái khu biệt thự Phoenix Hill này của tập đoàn FLC? Quá tốt. Ở đây cho đi lại tự do này à? Thời gian ở đây có quản lý. Anh Trung đánh giá thế nào về khu biệt thự Phoenix Hill này? Nothing to say. Thú vị là chỉ có mỗi một từ. View 360 độ nhá. Đây giá là bao nhiêu bạn? Trung bình bao nhiêu tiền mét vuông? Trung bình bây giờ rơi tầm khoảng 15 tỷ. Bạn bạn đi tham quan hết cả con đường xong. 15 tỷ một căn. Trong này đây là những không gian nội thất, tùy từng căn mà có nội thất gia chủ lắp đặt khác nhau. Tôi cũng chưa rõ là căn này tổng diện tích khuôn viên nó bao nhiêu. Ồ, quả nhìn khá là ok. Cái thiết kế rất là thông thoáng. Đây là khu vực bể bơi. Cái khu này sẽ dành cho khu nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời tại Hạ Long thân yêu. Hai căn giống nhau đúng không? Không, lên xem. Đây là khói. Đây là những cái căn. Vậy là những cái căn biệt thự ở trên này có thiết kế là ná giống nhau. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Là những cái khuôn viên tiện ích xung quanh này. Ở đây tôi thấy hai căn này là đều giống nhau về nội thất. Trong này còn có những cái bể cá koi. Bể nuôi cá koi. Rất là tuyệt vời. Anh em chúng tôi đang tham khảo, nếu mà có những cái bất động sản mà giá hợp lý thời điểm này thì cũng mua để đầu tư khai thác. Nếu quý vị biết được chủ nhà nào cần chuyển nhượng những cái căn biệt thự ở trên khu biệt thự ở Phoenix Hill của FLC thì có thể là giúp tôi nhắn cho tôi những thông tin xuống bên dưới phần video này nhé.
ở dưới thăm cuối cùng thì nó đóng ở.